ngay sân hoàng pháp tràn đầy người người vui hớn hở tiếng niệm Phật cao vây. Hôm nay tu một ngày chùa hoàng pháp vang đầy lời nguyện cầu tha thiết nguyện vang xanh phương Tây. Người về từ phong ba chùa hoàng pháp uy nga một ngày chư phiền não Nam Mô A Di Đà. Tu một ngày còn vượt thoát nghiệp dày nở vòng tay nhân ái tiễn bạn xin từ đây. Hôm nay tu một ngày cuộc đời bóng đôi thay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức. Kính thưa đại chúng, hôm nay ngày 21 tháng 3 năm 2010, nhân dịp tu niệm Phật một ngày tại chùa Hoàng Pháp, ban tổ chức tiếp tục thực hiện chương trình Ánh Sáng Phật Pháp lần thứ 22. Chứng minh trong chương trình, chúng con xin được cung kính giới thiệu sự hiện diện chứng minh của Thượng tọa Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoàng Pháp, cũng là vị sáng lập nên chương trình này. Và kính thưa quý vị, vì sẽ giải đáp những thắc mắc xoay quanh vấn đề tu học trong chương trình sáng hôm nay là Đại Đức Thích Trí Huệ, Ủy viên Ban Hoằng Pháp Thành hội thành phố Hồ Chí Minh đến từ Học viện Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng con xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện đông đảo của quý thiện nam tín nữ Phật tử đã có mặt trong các khu vực giảng đường tại chùa Hoằng Pháp. Xin hân hoan nhiệt liệt chào mừng toàn thể quý lực Việt. A Di Đà Phật, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Và sau đây chúng con xin được đến với câu hỏi đầu tiên mà quý Phật tử đã gửi về cho ban tổ chức. Câu hỏi có nội dung như thế này: kính bạch thầy, người ta thường quan niệm trùng tang, liền tang là để chỉ một gia đình có số người chết liên tiếp trong một khoảng thời gian ngắn nhất định, 3 năm, 2 năm hoặc 1 năm, vân vân. Thưa thầy, suy nghĩ và nhận định này đúng hay sai? Cụ thể là gia đình con năm 1997, một người chết thọ 70 tuổi là con rể. Năm 2000, một cháu gái, mở đóng ngoặc cháu nội, chết lúc đang học lớp 12. Năm 2004, bà cụ mất là chủ gia đình. Sang năm 2007, một cháu trai 21 tuổi bị mất vì tai nạn xe cộ. Xin hỏi thầy, chúng con những người còn lại dù không chú ý nhưng cũng thấy rằng cứ khoảng thời gian 3 năm lặp lại một lần. Vậy chúng con phải làm gì để cầu siêu cho người quá cố và những người còn lại phải làm thế nào? Kính thưa đại chúng, nội dung câu hỏi này thì muốn hỏi Đại Đức Giảng Sư rằng trong từ năm 1997 đến năm 2007, trong vòng khoảng 10 năm nhưng có đến 4 người chết, và điều đặc biệt là cứ người này cách người kia 3 năm. Vậy vấn đề này có phải là trùng tang hay liền tang hay không? Gia đình phải làm như thế nào? Mời để chúng lắng nghe lời chia sẻ của Đại Đức Thích Trí Huệ bằng một tràng pháo tay để cung thỉnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên, chúng tôi xin gửi lời tri ân đến Thượng tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp đã tạo điều kiện cho chúng tôi có buổi chia sẻ giáo lý trong chương trình Ánh Sáng Phật Pháp. Và kính bạch Thượng tọa cùng chư tôn đức nơi trụ xứ chùa Hoằng Pháp, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử thân mến,
để trả lời câu hỏi thứ nhất này về vấn đề trùng tang và theo quan điểm của Phật giáo như thế nào. Thì thưa quý vị Phật tử, điều đầu tiên chúng tôi muốn khẳng định với quý vị Phật tử thì trong tất cả kinh sách từ hệ thống kinh điển Pali Sanskrit, có nghĩa là kinh điển của Nguyên Thủy, cho đến hệ thống kinh điển Đại Thừa, chưa có một kinh điển nào đề cập về vấn đề trùng tang cả. Đây là một vấn đề thuộc thế gian pháp mà thôi. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không bàn bạc tới. Thưa quý vị, những điều gì nó đã xảy ra ở xung quanh cái đời sống của chúng ta làm cho chúng ta quan tâm, thì Phật Pháp có vai trò phải giải quyết, giải thích như thế nào đó. Mà đối với người Phật tử của chúng ta, thỏa mãn, đi đúng chánh pháp, không còn phải vương vấn, và chúng ta không còn phải bận tâm về vấn đề đó. Nên vì lý do đó mà chúng tôi sẽ có một số ý kiến bàn bạc về vấn đề này. Thưa quý vị Phật tử, vấn đề trùng tang là được viết trong các cái sách của các cái thầy bói. Sách các thầy bói thì thường xuất phát từ gốc ở Trung Quốc. Các cái sách đó như là sách đó là Thọ Mai Gia Lễ, sách Ngọc Hạp Chánh Tông, Tam Quân Đại Lược, Tam Quân Đồ Hình, Tam Thể Diên Cầm, vân vân. Các loại sách viết về vấn đề trùng tang. Như vậy thì thứ nhất chúng ta nêu lên khái niệm như thế nào gọi là trùng tang. Tang á, là phải có người chết thì mới có tang. Cái thứ hai nữa, trùng có nghĩa là nó lập lên nhau, nó chồng lên nhau. Ví dụ như vật chất thì cái vật này chồng lên vật kia, mình gọi là vật này trùng lên vật kia. Còn tang trùng có nghĩa là theo thời gian thì cái tang này chưa xong sẽ có một cái tang khác, vậy là gọi là tang trùng. Vì vậy thì ở trong dân gian thường có những cái loại trùng tang như sau. Trùng tang thứ nhất là loại trùng tang trong khi chưa xả tang. Trong một gia đình hoặc trong dòng họ có người mất liên tiếp với nhau khi chưa xả tang. Thường theo truyền thống của Trung Quốc và Việt Nam của chúng ta, tại vì cả ngàn năm đô hộ, Việt Nam mình ảnh hưởng cái nền văn hóa Trung Quốc rất là sâu sắc. Như vậy á, thì 3 năm mới xả tang. Như vậy thì trong vòng 3 năm này, một năm đầu thì người ta gọi là tiểu tường, rồi các hơi kết thúc 3 năm ta gọi là đại tường. Như vậy thì trong 3 năm này sẽ có người trong gia đình hoặc là dòng họ chết thì gọi là trùng tang. Mà chết liên tục như vậy người ta gọi là trùng tang liên tán. Cái đó là cái thứ nhất gọi trùng tang. Trùng tang thứ hai là trùng tang theo quy luật. Bây giờ ví dụ cái trường hợp cụ thể vừa rồi hỏi, năm 1997, năm 2000, năm 2004 và năm 2007. Như vậy thì khoảng cách đầu tiên là 3 năm, rồi tới 4 năm, rồi tới 3 năm. Vậy trong khoảng thời gian đó thì tổng cộng là 10 năm thì có 4 người mất. Như vậy người ta gọi là trùng tang theo quy luật thời gian, có nghĩa là quay lại gần cái khoảng thời gian đó, quay lại sẽ có người mất ở trong nhà. Còn cái thứ ba nữa là trùng tang theo ngày tháng. Bây giờ ví dụ năm trước có một người chết tháng 2 thì năm sau hoặc năm sau nữa sẽ có một người chết tháng 2. Năm sau hoặc năm sau nữa sẽ có người chết tháng 2. Như vậy là trùng tang theo ngày và theo tháng ở trong năm. Và một cái thứ ba nữa là trùng tang theo tuổi. Bây giờ ví dụ như anh trước ấy, trong gia đình chết 50 tuổi thì cái người em sau đó chết 50 tuổi, người em sau đó chết 50 tuổi. Như vậy người ta cũng gọi trùng tang, vân vân. Trùng tang theo quy luật hoặc là trùng tang theo năm tháng, theo tuổi, thì tất cả cái đó người ta gọi chung là trùng tang ở trong dân gian gọi. Và đây là một cái vấn đề hết sức lo sợ
của quý vị Phật tử. Tại vì ai muốn mình chết đâu, quy luật sanh tồn mà, ai cũng muốn mình được có quyền sống và được sống. Nên cái người chết trước rồi tuy rằng rất là thương đau, nhưng mà mình còn phải sợ cho cái người sống sau này. Do đó có nhiều người phải đi xem bói, làm nhiều cách để giải vây cái vấn đề này như thế nào. Thì trong sách của các thầy bói á, người ta tính trùng tang như thế này, có hai cách trùng tang. Một thứ nhất là trùng tang liên tán, cách thứ hai nữa là trùng tang nhật. Trùng tang nhật gọi là trùng nhật. Thì những người nào mà bất kỳ người nào, tuổi nào, nếu lọt vào cái năm dần thân tỵ hợi, tức như là bốn cái năm đó, là chết năm đó, tháng đó, ngày đó. Bây giờ ví dụ cái người đó mất cái năm dần là năm nay, mà tháng dần là tháng giêng, phải không? Còn ngày dần, giờ dần thì người ta gọi là trùng tang nhật. Thì nếu chúng ta chôn đúng cái giờ dần nữa thì sau đó sẽ có người chết sau đó ở trong gia đình hoặc là trong dòng họ. Đây là quan điểm dân gian nha, thầy không nói tới Phật pháp, thầy đang nói tới dân gian. Hoặc là ví dụ như người tuổi thân thì chết đó, năm dần, ngày dần, tháng dần, hoặc là năm thân, ngày thân, tháng thân. Như vậy thì quý vị Phật tử bất kỳ tuổi nào không có được chôn và mai táng vào ngày dần, ngày thân, ngày tỵ, ngày hợi, và trùng như vậy, tháng và trùng giờ y như vậy, thì dân gian quan điểm như vậy sẽ bị trùng tang. Cách tính thứ hai là theo sách Thọ Mai Gia Lễ thì người ta tính là theo tam hạp. Ví dụ mình có bốn cái tam hạp trong 12 cái địa chi, mình có là 10 cái thiên can, giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý, phải không? 12 cái địa chi là tý, sửu, dần, mẹo, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tức, hợi, thì chia ra bốn cái tam hạp. Bây giờ ví dụ như dần, thân, tỵ, hợi, tý, ngọ, mẹo, dậu, thìn, tức, sửu, mùi, hợi, mẹo, mùi chẳng hạn, thì người ta nói sửu, dậu, tỵ thì kỵ ngay chân cái năm sửu, hợi, mẹo, mùi thì kỵ ngay chân cái năm thân. Ví dụ vậy, thân tý thìn thì tỵ kỵ ngay chân năm tỵ, sửu dậu tỵ thì chỉ tỵ kỵ ngay chân cái năm hợi. Như vậy thì nếu mà ba cái tuổi mà tam hạp này mà chết ngay chân, ví dụ như là sửu dậu tỵ, chết năm sửu, ngày sửu, tháng sửu, giờ sửu, người ta gọi là trùng tang liên tán, sau đó gia đình sẽ có người chết, vân vân. Mình nói một khái niệm trùng tang và cách tính của dân gian như vậy. Nhưng mà mỗi sách đều có cách tính khác nhau. Bây giờ ví dụ như là sách Tam Thế Diên Cầm thì tính theo là thập nhị Quỳnh Long. Còn sách Tam Quân Đại Lược thì tính theo là Bát Quái Đồ Hình, vân vân. Như vậy thì mình thấy cái đó trong dân gian gọi là chết trùng tang. Cái đó là khái niệm về trùng tang. Cái thứ hai nữa là trong dân gian mình xem xét những cái hiện tượng trùng tang như thế nào xảy ra. Theo chúng tôi được biết và tôi thấy cái gia đình của anh này, anh ở miền Tây á, là có ba người con trai. Năm 36 tuổi thì người con trai đầu lòng á chết. Thì tới người con trai thứ hai năm 36 tuổi chết tiếp, người con trai thứ ba năm 36 tuổi chết tiếp. Nên dân gian người ta gọi là trùng tang, nhà có ba người đều chết hết ngay năm 36 tuổi. Và vừa rồi có một cái trường hợp ở ngoài Hà Nội là gia đình của anh này làm ở sân bay Nội Bài á, cái người chú năm trước á là chết 41 tuổi, cái người cháu năm sau chết 41 tuổi, gia đình quảng lên sợ trùng tang. Và có một cái gia đình Phật tử ở gần chùa của chúng tôi á, thì đêm ở nhà ở mặt tiền đường Cách Mạng Tháng 8, thì anh con trai thứ hai á uống rượu về mất hết lý trí, mới kêu người cha là bán nhà chia tài sản, tại nhà nghèo không có tiền. Người cha không đồng ý, anh lấy dao lên anh đâm người cha. Trong lúc giằng co, người cha đâm lại, anh ta chết tại chỗ. Thì cái người cha mới đi ra phường đầu thú, người ta bắt ở tù. Thì trong tù người cha già chịu không nổi, trong vòng mấy tháng sau người cha chết. Bà mẹ nhà thì nghe người cha chết hoảng quá, đâm ra bệnh chết luôn. Trong năm chết ba người trong gia đình, ta gọi là trùng tang liên tán. Như vậy thì một số cái trường hợp mà nó đã xảy ra thì nó gọi là trùng tang ở trong gia đình. Như vậy thì chúng tôi mới nghiên cứu được rằng là cách
tính trùng tan. Ví dụ như là cái tuổi đó, chết năm đó, ngày đó, tháng đó trùng tan. Rồi là cách tính theo thọ mai gia lễ, cách tính theo ngọc hạp chánh tông, cách tính theo là tam thể diễn cầm. Nhưng mà chúng tôi tính theo ba cách đó liền, thì trong ba cái trường hợp vừa rồi không lọt vô ba cách đó. Có nghĩa là ba trường hợp vừa rồi thì cũng gọi là trùng tan, nhưng mà nếu mà tính theo sách tính cái người chết đầu tiên tuổi chết đó sẽ bị trùng tan, thì cái người chết đầu tiên đó chết ngay cái ngày không bị trùng tan, ngay năm không bị trùng tan, nhưng mà cuối cùng vẫn bị trùng tan. Như vậy thì mình kết luận như thế nào? Là không phải chết ngày đó tháng đó mà trùng tan, quý vị. Mà trùng tan này không cần phải tính theo sách, nó sai sách luôn mà vẫn bị trùng tan. Như vậy thì không phải là chết trùng tan là do ngày đó tháng đó năm đó. Rồi chúng tôi mới đi khảo sát một số cái người mà chết ngay ngày trùng tan và chôn ngay giờ trùng tan, người ta không biết coi, người ta chôn. Như vậy thì gia đình phải có người chết, nhưng mà cuối cùng không thấy ai chết hết, toàn là đi đậu tràng tu không, chả thấy ai chết hết. Như vậy thì cũng không phải. Như vậy thì chúng tôi kết luận một điều, sách này viết từ Trung Quốc và cái người phương Đông mình á mới quan sát. Hồi đó người ta ở làng, ở xã thôi, người ta quan sát, ta thấy ở cái nhà đó cái ông đầu tiên ông chết cái năm đó vậy đó. Vậy thì mấy năm sau có người chết, cái người ta mới lấy một hai gia đình á, người ta mới kết luận chung luôn cho toàn mặt bằng của xã hội. Bây giờ về xã hội học là sai đó quý vị. Mình phải có một đề tài khoa học, chết ngày đó, tháng đó, năm đó, khảo sát trên 1.000, 2.000 gia đình trong vòng vài chục năm tới 100 năm mà thấy đúng như vậy thì lúc đó mình mới kết luận viết ra sách đây là đúng. Còn này mới thấy 2-3 nhà mà mình kết luận toàn xã hội. Trong nhà Phật nói là cách nói ngụy biện, cách sai, mà Đức Phật đã cấm cái cách nói này ở trong kinh Di Giáo, là gọi là vô hí luận. Nói ra là vô hí luận. Bây giờ thầy ví dụ trong tâm lý học, một cái anh này với một anh kia đi vào trong làng, thì cái anh này mới thấy một người đang say rượu, và đi giữa làng thấy một sòng nhậu, và đi cuối làng thấy nguyên một cái đám người ta nhậu. Thì cái anh này nói với anh kia, cái làng này toàn là dân ăn nhậu. Thì cái anh kia gật đầu công nhận, đây là cách nói ngụy biện, mà ngày xưa các cái trạng sư hay dùng cách này để bẻ trắng thành đen á. Đức Phật đã cấm cái cách nói này, không đúng, đã ngụy mà, nó đã sai. Đạo Phật là đạo của sự thật. Nên từ đó mình mới kết luận một điều là các cái sách bối này do những người đầu tiên viết ra, là quan sát trong xã hội, thấy một số cái trường hợp xảy ra như thế, người ta kết luận như vậy thì kết luận không khoa học, kết luận theo cảm tính. Đó, mình kết luận cái thứ nhất là sách không hoàn toàn đúng. Có đúng cũng có chứ không phải là không. Nhằm khi chết tuổi đó, ngày đó, tháng đó, giờ đó thì trùng tan, thì sẽ có trùng tan thật. Nhưng mà cái này không phải là chính xác do sách, mà này là trường hợp ngẫu nhiên. Có những trường hợp chết ngày đó tháng đó đâu có bị trùng tan, và có những trường hợp chết ngày tháng đó bị trùng tan. Như vậy thì cái này là ngẫu nhiên mà thôi. Từ cái so sánh trùng tan tới ngày nó là sai, từ cái người ta chết đúng ngày trùng tan, mình so sánh là trùng tan trong vòng một số năm lại không đúng. Như vậy thì trùng tan này là một sự ngẫu nhiên ở trong gia đình, chứ không phải là do ngày tháng năm giờ chết mà nó sanh ra. Nếu một vị thầy bói nào dám bảo đảm chết ngày dần, tháng dần, năm dần, giờ dần, chôn luôn mà bị trùng tan trong gia đình, bây giờ ai dám đưa ra làm một cuộc cá cược không? Không ai dám cả. Người ta coi theo sách thôi chứ người ta đâu có chắc ăn. Ví dụ như người ta có túc mạng, người ta có thần thông gì đó thì ta biết. Còn này mình chỉ coi theo sách thôi, thì nó tồn tại một cách hết sức tương đối, do con người ở thế gian viết ra theo cảm tính, theo quan sát môi trường xung quanh. Thì đối với một người Phật tử như chúng tôi đã chứng minh hai trường hợp như vậy, mình không nên tin tuyệt đối vào vấn đề đó. Nhưng vì truyền thống và tâm lý của con người nên người ta phải đi coi. Ví dụ thầy nói vậy nhưng mà Phật tử cũng phải đi coi, không đi coi không an tâm. Không an tâm tức là bất an, mà đạo Phật đi tìm sự an lạc, mà mình bất an sao tu sao sống, thôi cũng đi coi đi. Dân gian người ta quy định vậy thì mình cũng tránh vậy đi. Nhưng tránh đây là tránh về mặt tâm lý, chứ không phải tránh về mặt chân lý. Chân lý nhà Phật không phải vậy. Còn cái điều thứ hai nữa là cái cách hóa giải cái trùng tan này như thế nào. Bây giờ ví dụ
Thầy ví dụ nếu trùng tang là có thật, có nghĩa là chết ngày đó, tháng đó, thì gia đình sẽ có người chết như vậy. Thì cái người chết như vậy, theo nhà Phật á, thì cái người này do hết cái nhân duyên với cái thế gian này. Mà cái nhân duyên này với thế gian là do nghiệp của kiếp trước mình gieo. Bây giờ thầy ví dụ, hồi ở kiếp trước á, mình trên cái bước đường luân hồi sanh tử mà mình đã đoản mạng nhiều con vật rồi nhiều cái chúng sanh quá, bây giờ mình sanh ra mình sẽ bị đoản mạng lại. Nhưng mà con người không có cái thiết số mạng cụ thể, tại vì á, ở trong tương lai cái quả là do quá khứ mình gieo. Nhưng mà còn cái hiện tại nữa chi, chia cái khoảng thời gian trong Phật Pháp ra làm ba: quá khứ, hiện tại và tương lai. Bây giờ chúng tôi nói ra một lời, vừa nói ra thôi thì nó sẽ trở thành quá khứ, phải không? Như vậy thì cái quá khứ với cái hiện tại nó mới trở thành cái tương lai sau này. Như vậy thì quý vị Phật tử, cái quá khứ mình đã làm rồi, cái tương lai thì chưa đến, còn cái hiện tại tác động, phải không? Trong kinh có kể câu chuyện một chú tiểu là năm nay á, đáng lẽ 12 tuổi là chú tiểu này chết. Cái vị thầy này là vị La Hán, ngài biết được điều đó và khuyên chú tiểu về nhà mới từ giã gia đình. Một tháng sau chú tiểu sẽ chết. Nhưng mà khi về từ giã gia đình xong, chú tiểu qua một tháng, qua hai tháng, qua ba tháng mà không thấy mình chết, mới lại hỏi ông thầy. Thì ông thầy mới nhập định xem lại, thì hóa ra là chú tiểu này lúc mà đi giữa đường á, gặp cái mùa lũ mà nước ở trên tuôn xuống, các cái đàn kiến á, cả mấy chục ngàn con, mấy chục triệu con nó trôi theo dòng nước. Vì lòng bi mẫn, chú tiểu cởi áo mình ra, hốt hết đàn kiến, đem lên bờ vũ cứu nó. Vì cứu cả trăm ngàn mạng nhỏ nhỏ của con kiến mà chú trở nên thọ mạng. Chú không chết 12 tuổi nữa mà chú chết khoảng 120 tuổi. Có nghĩa là quả báo liền tại chỗ. Như vậy đó là nhân quả của nhà Phật á. Như vậy thì dầu cho ông thầy bói nói á, ngày mai mình chết, nhưng ngày hôm nay mình biết tu, mình biết phóng sanh, biết làm lành lánh dữ, thì cái gốc tội lỗi nó bị chuyển quá. Quý vị, gốc tội lỗi chuyển quá là từ trong tâm của mình, chứ không phải là ai cầu mà được. Nên quý vị nghe pháp, nghe giảng, tu hành, nó chuyển quá gốc tội lỗi của tâm. Tội lỗi là do đâu mà có? Là do mình tác ý. Kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp mà. Vậy thì mình tác ý ác thì nó trở thành cái nghiệp ác, thì ngày nay mình sẽ bị cái nhân duyên ác nó đến. Vì vậy thì mình trở lại mình tác ý thiện đi, có nghĩa là mình sám hối, phải không? Thì nó sẽ xây chuyển lại cái gốc tội lỗi nó đã mất. Giống như bà Thanh Đề, mẹ của Mục Kiền Liên, Đức Phật nói trong kinh Du Lan gì: vì mẹ ông gốc tội rất sâu, dầu ông thần lực nhiệm màu, một mình cũng không thể ai cầu đặng đâu. Thần lực mà còn cầu không đặng nữa. Như vậy cái gốc tội là do gốc của trong tâm. Bây giờ mình cải sửa cái gốc từ trong tâm của mình. Như vậy thì mình sám hối, mình ăn năn, quy y Tam Bảo, phóng sanh, cúng dường, bố thí, vân vân, làm nhiều cái động tác đem lại nhân quả tốt đẹp cho mình, nhất là nhân quả về thọ mạng. Cái thứ nhất là hoan hỷ, là gốc của tâm. Cái thứ hai là tha thứ mạng sống cho chúng sanh, là ở ngoài nhân quả của tướng. Như vậy thì gốc của tâm mình chuyển được, ngoài của tướng mình chuyển được, thì tánh và tướng đều chuyển được hết, thì còn đâu mà cái quả báo xấu, đâu còn. Như vậy thì dầu cho tử thần kêu đến tên Nguyễn Thị A, dạ không phải tên tôi, tại vì mình đã chuyển cái Nguyễn Thị A đó thành Nguyễn Thị B rồi. Tại vì cái Nguyễn Thị A trước á, là Nguyễn Thị A của xấu xa, của độc ác, của đoản mạng bao nhiêu chúng sanh, ăn năn sám hối cúng dường thành Nguyễn Thị B, là thành một cái người Phật tử thuần thành. Phật tử kêu á, là kêu Nguyễn Thị A ác kia kìa, tử thần chứ, kêu là kêu Nguyễn Thị A ác kia kìa, chứ đâu có kêu cái Nguyễn Thị B mà lương thiện ngày nay đâu. Nên kêu Nguyễn Thị A đó, chết rồi, đâu rồi, còn tôi ngày hôm nay là tôi là người Phật tử thường thành, vị tử thần cha sổ cha không ra. Tại mình đã xây chuyển được cái tương lai của mình rồi. Như vậy thì nếu có trùng tang ở trong gia đình, mà tất cả trong gia đình của mình đã chuyển hóa được cái nghiệp của mình rồi, thì cái tang trùng này nó chuyển hóa theo. Tại cái tang trùng này là do nghiệp lực của gia đình đó, mà bây giờ mình đã chuyển hóa rồi thì nó chuyển hóa theo, kể như tang trùng thành không trùng, sống hoài, muốn chết cũng không chết nữa, tại đi tu nhiều quá muốn chết cũng không chết. Như vậy
Thì cái ý thứ hai là bây giờ là người sống với người chết để giải quyết vấn đề này như thế nào? Cái vấn đề thứ nhất á, là vấn đề về người chết. Cái vấn đề người chết thì mình cầu siêu như thế nào? Quý vị Phật tử này, chiếu theo trong kinh Địa Tạng nói rằng nếu một người mà chết mà người thân ở trong gia đình phát tâm bố thí cúng dường thì cái phước báo đem lại cho cái người mất đó một phần, cái người kia hưởng được sáu phần. Nhưng cái đó là phước báo chinh tướng, có nghĩa là mình gieo một cái gì đó mình sẽ hưởng một cái sau đó, đó là chinh tướng. Nhưng mà gốc tội lỗi là gốc từ trong tâm, nên cái người sống muốn cầu siêu cho người chết thì phải chuyển hóa bồ đề tâm của người chết, thì cái người chết này mới sanh ra cảnh giới an lành được. Bây giờ ví dụ trong kinh Du Lan, bà Thanh Đề lúc Mục Kiền Liên đưa cơm cho bà Thanh Đề ăn, bà Thanh Đề mới che, lấy tay che. Như vậy thì xung quanh đói khổ, chúng ta đói khổ, chúng ta có miếng no mà để những người xung quanh đói, đó là tâm của ngạ quỷ đấy, che. Như vậy che những người xung quanh thì đạo Phật không chấp nhận khi chúng ta no mà những người khác đói, nên cái nghiệp đó đã làm cho cơm bốc lửa cháy lên. Vậy là tâm đó là tâm bỏng sẻn, để muốn cho phần lợi về mình, ích kỷ riêng tư lợi, đó là tâm của quỷ. Khi mà thần lực của chư Tăng, phần lực của chư Phật đã chú nguyện cho bà, trong kinh đó nói là trước khi ăn thì chư Tăng phải chú nguyện. Chú nguyện xong thì sao? Thường thường mình trai tăng á, quý thầy phải ban đạo từ phải không? Lúc đó Đức Phật ban đạo từ cho bà Thanh Đề. Vì nhân quả chinh tướng là nhân quả cúng dường, trai tăng là cúng dường y và vật thực cho chư tăng. Thì nhân quả chinh tướng bà đã giải quyết xong nhờ Mục Kiền Liên. Còn cái ở trên tâm gốc của tội lỗi chưa giải quyết được, nhờ Đức Phật khai thị bằng đạo từ, thì bà tự nhiên bà thấy những người xung quanh á đau khổ giống như mình, người ta không có thức ăn, thôi giờ mình không che nữa, mình chia, thì lúc đó thử thực sẽ biến thập phương là tất cả mọi người. Mà cái tâm muốn cứu khổ ban vui cho người khác, tâm đó không phải tâm địa ngục và không phải tâm ngã quỷ, bà lập tức sanh cõi trời, là cái tâm bố thí cho người khác, chuyển bồ đề tâm. Như vậy thì những người gia đình của mình mất đi á quý vị, sẽ có nhiều cái tội lỗi trong khi lúc sống mình làm quý vị. Mà trong sách á, trong kệ á, của tổ Minh Đăng Quang nói là thân chất chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình, làm sao tránh khỏi. Vậy thì người thân mình cũng vậy, nếu chưa quy y Tam Bảo, mình sẽ thỉnh quý thầy lại quy y Tam Bảo cho thần thức của người mất, gia đình của mình quý vị. Cái đó là cách tốt nhất mà quý vị có thể tham khảo trong cái đĩa giảng của Hòa Thượng Giác Hạnh, là đĩa giảng Chuyện Lạ 2001 nói về chuyện quy y vong. Như vậy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu người thân của mình mà đã quy y Tam Bảo rồi thì bây giờ mình nhắc lại, mình khai thị, thỉnh một vị thầy nào đó làm một cái đàn đứng ra khai thị, giống như thuyết linh sanh vậy đó, là khai thị cho cái hương linh này, họ hiểu được là họ phải buông cái pháp chấp, hiểu được cái cuộc đời là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã, đừng có bám víu đó nữa. Con người ta mình có chấp thân và chấp tâm, buông ra đi, xả ra đi. Còn cái bên ngoài á, là mình bố thí cúng dường để hồi hướng một phần sáu cho người mất ở trên hình thức tướng. Vì tướng giải quyết được, tâm giải quyết được. Tướng là phước đức, tâm là công đức. Có phước đức, có công đức rồi thì còn ngại gì mà không vãng sanh. Chỉ có cầu Đức Phật A Di Đà niệm Phật, cái nữa là vãng sanh rồi, chứ còn gì nữa. Như vậy thì âm á, là siêu, mà dương thì thới chứ sao. Mà âm siêu dương thới thì pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Rồi xong câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai có nội dung như thế này. Kính bạch quý thầy, người tu theo Phật giáo đạt đến Niết Bàn giải thoát hoặc được vãng sinh Cực Lạc, xin quý thầy hoan hỷ giảng dạy cho chúng con được rõ Niết Bàn và Cực Lạc giống nhau hay khác nhau. Có lẽ Phật tử này đang so sánh giữa hai cõi, cõi nào tốt hơn để nguyện đi về. Vấn đề này cụ thể như thế nào? Một tràng pháo tay để cung thỉnh giảng sư giải bày. Bạch chị Tôn Đức,
Thưa quý vị Phật tử, câu hỏi này nó khó, nó thuộc về vượt khỏi khả năng của chúng tôi. Đang nói về Niết Bàn là một cái vị trí là người tu chứng đạt đến đó, và nói về Cực Lạc. Xin thưa lời đầu tiên là thưa là chúng tôi chưa có về Cực Lạc, cũng chưa chứng đắc Niết Bàn. Ở đây là cái kết luận đầu tiên. Nên có gì sơ sót xin chư Tôn Đức và quý vị cũng niệm tình, và chúng tôi sẽ nói theo kinh sách, nói theo sự hiểu biết trong quá trình nghiên cứu, chứ không phải nói do quá trình mình chứng đắc. Đây là nói trước. Và thưa quý vị Phật tử, Niết Bàn và Cực Lạc chúng ta muốn phân biệt với nhau thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu như thế nào là Niết Bàn, như thế nào là Cực Lạc. Và thưa quý vị Phật tử, Niết Bàn được Đức Phật giới thiệu trong rất là nhiều kinh, từ hệ thống kinh điển nguyên thủy cho đến hệ thống kinh điển Đại Thừa bàn bạc khắp nơi. Và cái bộ kinh điển Đại Thừa nổi tiếng nhất nói về Niết Bàn gọi là Đại Bát Niết Bàn. Và chúng tôi sẽ nói từ cái Phật giáo nguyên thủy, là chúng ta có kinh Tứ Diệu Đế, là bài pháp đầu tiên mà Đức Phật Thích Ca đã thuyết cho năm anh em của Ngài Kiều Trần Như ở giường Lộc Giả Quyển. Và Đức Phật đã thuyết như thế này: Đức Phật chỉ ra hai cặp phạm trù của nhân quả. Đức Phật chỉ ra cuộc đời này là đau khổ. Đau khổ này là đau khổ trên bản chất, có nghĩa là bất kỳ một chúng sanh nào cũng chịu sự sanh diệt của sanh lão bệnh tử, và bất kỳ ở trong pháp giới nào cũng chịu quy luật thành trụ hoại không. Đây là nói về trên bản chất. Còn trên hiện tượng, có người chịu sanh lão bệnh tử mà họ không có khổ. Còn trên bản chất là tất cả chúng sanh đều phải chịu sanh lão bệnh tử. Đây là điều đương nhiên. Nhất là chúng sanh ở cõi Sa Bà, có nghĩa là cõi Ta Bà của chúng ta, đó là một điều đương nhiên. Nên người nào mà nói đạo Phật nói là khổ, là bi quan, Đức Phật là yếm thế, người nào không hiểu về đạo Phật hết. Đức Phật đang nói trên bản chất. Còn khổ hay không là do hiện tượng ở bên ngoài, là do quá trình tu chứng, do quá trình nhận thức mà có khổ hay không. Còn một người nào mà biết được cuộc đời này là đau khổ, hiểu rõ trên bản chất, người này lập tức bước ra khỏi sanh tử. Nếu một người nào cầm một nắm đô la, một nắm vàng trong tay mà cảm giác đau khổ, thì người này đã hiểu cái tính chất của đau khổ là thâm nhập vào trong kinh tạng rồi đó. Đau khổ này không phải là khổ để mà mình nhận lấy, mình bi quan, mà đau khổ này là hiểu đau khổ trên bản chất của nó. Đặt mình sanh ra, một đống nghiệp đặt trên đầu của mình, trên vai của mình, trên chân của mình, từ đầu tới chân đều bị hết. Sanh lão bệnh tử, u bi khổ não, đó là điều đương nhiên, ai cũng bị hết. Còn thoát hay không do quá trình tu chứng thôi. Nên Đức Phật nói cuộc đời là khổ. Khi nói cuộc đời là khổ là cái quả ngày hôm nay chúng ta phải gặt lấy. Và Đức Phật sẽ nói cái nhân tiếp theo, tại sao sanh ra đau khổ. Đức Phật nói là do ái dục mà sanh, nghĩa là do sự ham muốn, rồi mình muốn thủ lấy. Đó là trong chuỗi ái thủ hữu trong 12 nhân duyên mà Đức Phật nói trong Kinh Hoa Nghiêm. Như vậy á, thì Đức Phật nói trong cái cặp phạm trù thứ hai là có khổ, có nguyên nhân của đau khổ. Như vậy thì chúng ta phải có một cái tâm lý làm sao, làm sao bứt ra khỏi đau khổ này. Như vậy gọi là diệt khổ. Mà diệt khổ là cái chữ thứ ba, khổ tập tới diệt. Diệt khổ tức là đắc Niết Bàn. Vậy thì Niết Bàn là diệt khổ. Trong Kinh Tứ Đế, Kinh Nguyên Thủy, có nghĩa là nơi không còn hiện diện của đau khổ. Mà tại sao chúng ta lại đau khổ? Là tại vì chúng ta do ái dục mà sanh ra. Mà tại sao chúng ta ái dục? Là do chúng ta có sanh diệt. Như vậy thì Niết Bàn là nơi không còn đau khổ, có nghĩa là không còn sanh, không còn diệt nữa. Mà sanh diệt là trong chuỗi 12 nhân duyên, vì Niết Bàn cũng vắng bóng của 12 nhân duyên. Mà đau khổ là do chúng ta luân hồi, vì chấm dứt đau khổ thì Niết Bàn cũng chấm dứt luân hồi luôn. Như vậy thì trong Trưởng Lão Căn Tăng Kệ nói rằng Niết Bàn
là nơi tận diệt của tham ái, là nơi buông xả của sân, là nơi xa lìa của si, chứng trạng thái tĩnh lặng hoàn toàn, gọi là Nibbana, là Niết Bàn. Như vậy cái chữ đó là chữ diệt ở trong tứ diệu đế. Vì con đường nào để đạt đến Niết Bàn đó, Đức Phật mới giới thiệu 37 phẩm trợ đạo mà nói bàn bạc trong tất cả kinh điển, nhất là hệ thống kinh điển Nikaya và hệ thống kinh điển của Sanskrit là Aham. Đó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần, gọi là 37 phẩm trợ đạo. Quý vị nào muốn đạt tới Niết Bàn á, quý vị niệm Phật rồi nghiên cứu 37 phẩm trợ đạo, chọn một cái trạch pháp trong thất bồ đề phần để tu, thì quý vị sẽ chứng đắc được Niết Bàn. Như vậy thì Niết Bàn từ kinh điển nguyên thủy đến hệ thống kinh điển phát triển, tóm lại gần giống như nhau. Niết Bàn là nơi vắng bóng của sự khổ đau, của sự sanh diệt, không còn luân hồi sanh tử. Đây là một trạng thái của tâm chứng, chứ không phải một cõi nào cả. Mà cái trạng thái tâm chứng này, Niết Bàn không còn khổ đau, không có nghĩa là mình bỏ khổ mình sẽ chứng được Niết Bàn. Mình bỏ khổ là mình sẽ chứng được cái không khổ. Còn cái Niết Bàn nó lìa cái không khổ và lìa cái khổ này. Bây giờ chúng tôi ví dụ như thế này. Bây giờ ví dụ á, mình không có tiền mình khổ, vậy thì người ta cho tiền mình vui, đó là Niết Bàn à? Không phải đâu. Bây giờ mình không có chiếc xe để làm phương tiện đi lại mình khổ, người ta cho chiếc xe mình vui, như vậy á, gọi là Niết Bàn à? Cũng không phải luôn. Như vậy thì cái khổ và cái ngược lại cái khổ này cũng không phải là Niết Bàn đâu quý vị Phật tử, đừng có lầm tưởng. Thì cái khổ là mình cái ham muốn, để thỏa mãn cái ham muốn này người ta gọi là hạnh phúc của sự nắm giữ. Mà hạnh phúc của sự nắm giữ này nó không bền chắc, có rồi nó sẽ mất, như vậy không gọi là Niết Bàn. Tại Niết Bàn là không sanh, không diệt, hồi nãy mình lý luận mà, không sanh, không diệt. Như vậy thì cái mà hạnh phúc khi thỏa mãn này nè, là hạnh phúc trong sanh diệt. Như vậy thì không thể gọi là Niết Bàn. Niết Bàn lìa cả bên đây, lìa cả bên kia, vô vi tịch tịnh mới gọi là Niết Bàn. Như vậy thì Niết Bàn lìa cả ngôn ngữ, lìa cả khái niệm. Nên có một cái vị thiền sư ngồi thiền, thì có một cái người đó đi ngang hỏi ngài ngồi thiền ngài suy nghĩ cái gì, thì vị thiền sư nói là tôi suy nghĩ những điều không thể suy nghĩ. Tức là ông ta đang ngồi thiền, ông ta hướng tới Niết Bàn nè, suy nghĩ đến những điều không thể suy nghĩ. Thì Niết Bàn cũng vậy, Niết Bàn mà để chúng ta đo lường bằng cái tâm của chúng ta thì không đo lường được đâu, tại đây là chân lý. Còn mình đo lường cái này là khái niệm rồi. Cái gì mà qua tâm là qua khái niệm, không mà qua khái niệm á, thì là qua chủ quan của ta, là còn sanh diệt, còn u bi, còn khổ não, còn cố chấp, còn nhị biên, còn sanh tử luân hồi. Còn này không qua khái niệm. Nên thiền nguyên thủy á, là thiền tệ tri á, người ta nói là có sao để vậy, có nghĩa là các pháp y như nó là, tất nhiên là có sao để vậy, đừng có động một niệm vào nào vào ở trong đó hết. Như vậy quý vị hình dung ra được Niết Bàn là một trạng thái của tâm thức, một trạng thái của tâm chứng, nó lìa năng, lìa sở, lìa ta, lìa người. Nên ngài Di Ma Cật nói về Niết Bàn, ngài đóng cửa rầm không nói. Và Đức Phật nhiều lần từ chối giải thích về Niết Bàn, tại vì ngôn ngữ của thế gian chúng ta không thể diễn tả được Niết Bàn. Tại Niết Bàn là chưa có cái khái niệm nữa kìa, mà nó phi cả khái niệm, mà mình dùng ngôn ngữ là mình dùng sao cả những khái niệm. Nên Niết Bàn phải chỗ đó. Nên thầy chỉ một cách cụ thể Niết Bàn như thế nào thì không thể chỉ được, mà đo những cái ở trong kinh nói như vậy. Cái thứ nhất thầy chưa chứng, cái thứ hai nữa Niết Bàn không thể nói. Nên cái trạng thái biết là Niết Bàn là chấm dứt mọi đau khổ, sanh tử luân hồi nhân duyên, Niết Bàn cũng không có tứ đế trong đó luôn. Nên trong kinh Bát Nhã, hệ thống Đại Thừa nói Niết Bàn chính là Bành Nhà, có nghĩa là trí tuệ Bát Nhã, gọi là Niết Bàn. Nên trong kinh Bát Nhã, tổng hợp 600 bộ kinh, ngài Huyền Trang đem về nói là Niết Bàn là nơi không tăng, không giảm, không sạch, không nhơ, bất cấu, bất tịnh, là nơi không còn đối đãi. Mà có đối đãi thì có đau khổ, không còn đối đãi là tận diệt đau khổ. Đó chính là Niết Bàn của hệ thống Phật giáo phát triển. Như vậy thì hệ thống Phật giáo phát triển và hệ thống nguyên thủy giống nhau thôi, mà cái cách nói của mình á, lập luận khác nhau. Còn về cực lạc, ở đây chắc có lẽ là quý vị Phật tử nói về cõi A-di-đà, phải không?
Tại vì cực lạc có nhiều cõi cực lạc lắm, mà ở đây chắc có lẽ là mình đang tu về thế giới của Tây Phương cực lạc. Có thế giới Đông Phương cũng là cực lạc đấy. Và nhiều cái thế giới của mười phương thế giới chư Phật, gọi là thường tịch quang tịnh độ, cũng là nơi là an lạc đến mức độ cao nhất, gọi là cực lạc. Hoặc nơi thật báo trang nghiêm tịnh độ của các vị Bồ Tát tu thập địa chứng, và nơi phương tiện hữu dư tịnh độ có vị La Hán chứng. Như vậy thì quý vị Phật tử đang nói về cái cõi chắc có lẽ là cõi phàm thánh đồng cư tịnh độ, là cõi đất nước của A-di-đà. Như vậy thì cái cõi này đây là một quốc độ, chứ không phải đây là một trạng thái. Quốc độ này do nguyện lực của Đức Phật A-di-đà lập ra, và ai đã đi đến đó về học lại cho chúng ta, ta biết cái thứ nhất là Đức Phật Thích Ca. Ngài đã biết đó bằng cái nhìn trong lòng bàn tay của Ngài, tại Ngài đã đại giác, giác ngộ hoàn toàn. Còn cái người sau này, theo chúng tôi được biết có 3 người đi được về đó. Theo tài liệu bây giờ, cái thứ nhất là Hòa Thượng Hư Vân ở bên Trung Quốc. Cái thứ hai nữa là Thiền Sư Khoan Tịnh ở bên Đài Loan. Cái thứ ba nữa là người Việt Nam của mình, người ta gọi là chú Ba ở bên dưới An Giang. Ngài cũng có điền thời gian, Ngài về Ngài học lại. Đây là ở ngoài Phật Pháp nha. Tuy là Ngài tu với pháp môn niệm Phật, nhưng mà không có trong kinh điển thực tế ngày nay thôi. Nói ở đâu để mình nói rõ ràng, chứ đừng nói là Thầy nói trong kinh, cái này là không phải. Mà nói trong sách, có nghĩa là các vị thiền sư, các vị tu chứng sau này đã ghi lại. Thì Thiền Sư Khoan Tịnh vào Động Di Lạc được Bồ Tát Quan Thế Âm đưa về viếng thăm cảnh Tây Phương cực lạc. Như vậy rồi về đó xong thì Ngài mới quay lại, mất 5 năm 6 tháng gì đó, và Ngài đã ghi lại trong cái Tây Phương Du Ký. Cái thứ hai nữa là Hòa Thượng Hư Vân, là một hòa thượng ở thời cận đại, là một cao tăng rất là nổi tiếng ở Trung Quốc. Ngài cũng một lần Ngài đã nhập vào trong định, Ngài đi về cõi cực lạc, đã viết cái điều này trên quyển là Đường Mây Trên Đất Hoa, là Hòa Thượng Hư Vân. Và cái thứ ba nữa là do chú Ba ở An Giang. Chú là tu trên 40 năm rồi quý vị, tu một ngày 6 thời, nên niệm Phật, ngồi thiền, niệm Phật. Và chú ăn ngọ, ăn chay trường, và được Bồ Tát Quan Âm là cho báo trước là 3 ngày sau chú sẽ được rước về cõi cực lạc để thăm viếng thôi. Và chú chưa tin vào điều đó, và ngày sau cũng được báo y như vậy, ngày sau vẫn được báo y như vậy, thì chú mới khởi tâm tin. Và chú mới mời mấy cái vị mà tu chung á, đi đạo tràng chung á, về hộ niệm. Và mời một cái người y sĩ ở gần địa phương á, mới tuần mạch cho chú. Thì nói là đúng 11 giờ thì được Đức Quan Thế Âm Bồ Tát rước. Thì tới 11 giờ trước đó chú nằm lên, và cái mạch chú yếu từ từ quý vị. Cái điện tâm đồ á, nó nhỏ nhỏ dần dần tới tim chú ngừng đập luôn. Nếu bình thường á, khoa học gọi là chết lâm sàng, nhưng mà tại vì ở đây là được báo trước nên gia đình không sợ, và tất cả mọi người xung quanh nó mới hộ niệm chắp tay Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật niệm. Và lúc đó là Quan Âm mới dẫn thần thức của chú lên chảnh. Và chú lên chảnh, chú tả lại á, các cảnh Tây Phương cực lạc, có ao bát bủ, có chính phẩm hoa sen, và rực rỡ một cái nơi mát mẻ trong lành đẹp, y như được tả ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà, không sai gì hết. Và có một điều rất là màu nhiệm, là mỗi khi ở dưới này niệm Phật á, thì là các chú ở trên chú nghe hết từng người niệm một. Cái cõi trong kinh nói, A Di Đà nói là cách 10 muôn cõi ức Phật, xa vậy đó, mà ở trên đều nghe hết. Cái này là trường không gian của tâm linh, ở xa cũng như gần à. Bây giờ mình nhớ một người ở bên Tây thì người ta vẫn nhớ mình. Cái trường tâm linh vừa nhớ người ta bắt được cái sóng đó rồi. Như vậy thì chú về chú mới điểm mặt từng người. Là ông này nè, ông làm biến lắm nè, ta niệm Nam Mô Di Đà Phật, ông mới niệm Nam Mô cái ông đứng nín thình. Hoặc là ta niệm tới Di Đà, cái ông Di Đà ông nín thình. Ông làm biến niệm, ông điểm mặt từng người, hỏi lại thì y chang như vậy. Quý vị có những vị làm biến đứt cái chữ nào là biết hết. Ở trên có những cái hoa sen, mình dưới này mình phát tâm á, là tu thì trên Tây Phương cực lạc nở cái hoa sen. Sao thấy cái hoa sen có cái héo, có cái nở, có cái phát hào quang, mới hỏi tại sao. Thì được Đức Phật A-di-đà giải thích là khi mà chúng ta nguyện á, tính rồi tu,
rồi mới nguyện cầu về Tây Phương Cực Lạc, là mình hành theo vậy. Ở trên chảnh nở cái hoa sen gọi là hoa sen hóa xanh nở ra. Nếu chúng ta tu tinh tấn tu hành thì hoa sen càng ngày càng lớn và càng ngày càng sáng. Tu một thời gian cái nghe ai mời đi đánh bài với coi phim ở Hồng Kông rồi đó, cái từ từ hoa sen nó héo xuống, nó rũ xuống. Cái mai mốt á, đi chùa Hoằng Pháp về nhà nỗ lực tu, cái hoa sen nó sáng lên. Vậy thì trong cái lúc tu á, ở dưới này như thế nào thì nó thể hiện trên hoa sen trên đó y như như vậy. Nên nếu mà mai mốt có ai mà về được trên đó, quý vị mới nói tên quý vị, người ta coi cái hoa sen của mình á, là nó héo hay là nó tươi. Như vậy thì chúng ta tóm lại, cảnh Tây Phương Cực Lạc là một quốc độ mà trong kinh gọi đây là một cái hóa thành. Trong kinh Pháp Hoa nói rằng hóa thành có nghĩa là nơi mà để cho chúng ta dừng chân rồi chúng ta tu tiếp. Nên Tây Phương Cực Lạc có cái nơi thấp nhất là hạ phẩm hạ sanh, là nơi đới nghiệp vãng sanh, là còn nghiệp mà vãng sanh, không phải là Niết Bàn. Nhưng mà những người tu ở Tây Phương Cực Lạc cũng chứng đắc Niết Bàn ở tại đó. Tại Niết Bàn trong kinh sách hệ thống nguyên thủy có hai loại Niết Bàn. Một loại Niết Bàn là hữu dư Niết Bàn, và loại Niết Bàn thứ hai là vô dư Niết Bàn. Vì Niết Bàn thứ nhất là hữu dư, có nghĩa là mình chứng đắc cái cảnh giới của tâm không còn một chút nhỏ nhoi nào của đau khổ, đã diệt trừ được tất cả kiết sử và triền cái đắc trong cái thân ngũ uẩn này. Đức Phật, các vị A-la-hán, Bồ-Tát và các vị ngày hôm nay, nếu vị nào đắc quả A-la-hán trở lên thì đều được cái trạng thái của tâm đó, gọi là Niết Bàn. Mà còn cái thân ngũ uẩn, còn cái thân của đất nước gió lửa của tứ đại, còn cái thân của sắc thọ tưởng hành thức như thế này, mà trong tâm đã đắc được Niết Bàn, gọi là hữu dư Niết Bàn. Và khi chúng ta hết duyên trần, bỏ lại cái xác thân này ở trong cái thế gian này, và chúng ta đã đắc vào trong cái trạng thái của tâm thức đó, gọi là vô dư Niết Bàn. Mà trong kinh Đại Bát Niết Bàn có kể lại rằng là Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, Ngài nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi vi tưởng xứ, xuất vi vi tưởng xứ, trở về vô sở hữu xứ, ngược lại tới tứ thiền, tam thiền, rồi nhị thiền, sơ thiền, rồi nhập lại nhị thiền, nhập tam thiền. Đức Phật nhập Niết Bàn. Vậy là cái Niết Bàn đó là chỗ đó xuất ra vào các từng thiền định trước khi nhập Niết Bàn. Cuộc đời Đức Phật có khẩu giáo và thân giáo, thì cái cuối cùng Đức Phật đã dùng cái thân giáo là nhập xuất ra vào các từng thiền định. Để làm gì quý vị biết không? Nói cho chúng sanh là những người tu theo đạo Phật biết rằng, nếu mình tu theo đạo Phật mà có tâm tán loạn á, tán loạn tức là không có thiền định, thì không thể đắc được gì đâu. Nên chúng ta niệm Phật mà tâm của chúng ta không tán loạn, có nghĩa là tâm chúng ta đang rơi vào trạng thái của thiền định, là sự tĩnh lặng của nội tâm. Thiền định chứ không phải thiền tông. Thiền tông là một tông phái tu hành, thiền định là một cái sở chứng, một cái chúng ta hướng tới để diệt trừ gì? Diệt trừ vô minh. Như vậy thì chúng ta niệm Phật cũng đi đến thiền định được, chứ không phải chúng ta ngồi thiền là đi đến thiền định không đâu. Thì trăm sông xuôi về biển, tất cả các pháp của Phật, 84.000 pháp, dầu thiền tông, tịnh độ tông, mật tông, tất cả, nếu tâm chúng ta không rơi vào trạng thái tĩnh lặng, tâm ta không rơi vào trong một cái trạng thái của kim cang, như cục kim cương vậy đó, là Đức Phật thích thuyết kim cang Bát Nhã 22 năm đó, đang rơi vào trong định nè. Ví dụ như người ta chửi mình không giận, mà người ta khen mình cũng không vui. Tâm của chúng ta như cục kim cương, mà kim cương rơi vào địa ngục thì kim cương lửa cũng không cháy nổi nữa. Kim cương nó cứng lắm, mà chỗ nào cũng sáng cả. Và dụ cho tâm của người tu, chúng ta niệm Phật mà chúng ta không bị động tâm, không bị loạn tâm, chúng ta vẫn là một chí thành chí kính với tâm bảo, thì chúng ta đang niệm Phật với tâm thiền định, là chúng ta đang xuất nhập vào ra các từng thiền định đó. Thì chúng ta từ từ tập từ từ, như vậy thì chúng ta sẽ đạt được một cái trạng thái Niết Bàn. Vì Niết Bàn ở Tây Phương Cực Lạc có những người tu vẫn đạt tới trạng thái Niết Bàn, và những người ở cõi Đông Phương và những người cõi Sa Bà là Nam Thiện Bộ Châu, chúng ta cũng đạt tới trạng thái Niết Bàn. Vậy Niết Bàn với Tây Phương Cực Lạc là khác nhau. Niết Bàn là trạng thái, còn Tây Phương Cực Lạc là một quốc độ, là một cái hóa thành. Mình đến đó mình tu để đi đến quả vị Phật.
giác ngộ hoàn toàn luôn. Là nơi đó nhờ thần lực của chư Phật hộ cho mình tu tiếp trên bước đường tu. Chứ không có nghĩa là về Tây Phương Cực Lạc mà đắc được Niết Bàn. Có những người về Tây Phương Cực Lạc đắc được Niết Bàn, và có người về Tây Phương Cực Lạc chưa đắc được Niết Bàn. Nếu chúng ta còn đế nghiệp giảng sanh thì chưa đắc được Niết Bàn. Còn các vị Bồ Tát về được là nơi thượng phẩm thượng sanh, trung phẩm thượng sanh, các vị đó có khả năng đắc được Niết Bàn, mà dẫn về đó để hoàn thành cái cuối cùng là Phật là gì? Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, để về hoàn thành cái viên mãn cuối cùng ở nơi đó. Thì chúng tôi kết thúc câu hỏi thứ hai. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, là Đại Đức Giảng Sư vừa chia sẻ với đại chúng là Niết Bàn và cõi Tây Phương có sự khác nhau. Vậy quý Phật tử rất nhiều người hoang mang, vậy con nên về cái nào? Thì Giảng Sư trả lời như thế nào ạ? Niết Bàn và cõi Tây Phương Cực Lạc có khác nhau. Nếu chúng ta tu kiếp này có khả năng để bứt khóa khỏi mọi sự đau khổ, chứng đắc được Niết Bàn, thì chúng ta nên là chứng đắc Niết Bàn trong kiếp này. Còn nếu chúng ta không làm được điều đó thì nên cầu về Tây Phương Cực Lạc, A Di Đà Phật. Kính bạch quý thầy, cha con năm nay 88 tuổi, mẹ con 89 tuổi. Cha mẹ con vẫn còn minh mẫn sáng suốt, sinh 5 đứa con, 2 trai, 3 gái. Đến ngày cha mẹ con qua đời, xin thầy lời khuyên, có nên nhận tiền phúng điếu hay không? Và việc làm đám chay sau này có lợi và hại như thế nào để cho anh em con được rõ, xin thầy hoan hỷ chỉ dạy. Một vấn đề nan giải của nhiều người. Nam Mô Di Đà Phật. Cho phép chúng tôi trả lời thẳng câu hỏi luôn, tại thời gian không còn nhiều. Cái điều thứ nhất á, là có nên là nhận tiền chấp điếu hay không? Cái thứ nhất á, là chúng tôi nói là nên. Đây như thế này. Chúng ta về mặt thế gian Pháp á, tiền chấp điếu á, là theo truyền thống á, là một người có hữu sự thì các người khác gom lại để giúp cho người đó làm cái đám trong gia đình. Và chuyến sau mình trả lại, giống hệt như là mình đi vay rồi mình trả lại, mượn nhau qua lại, gọi là dần công. Như vậy là giải quyết về phía thế gian. Nếu chúng ta không nhận á, thì người khác rất là ái náy khi đi đám. Và lần sau người khác có tổ chức mình đi chấp điếu người ta đâu có dám nhận. Mà người ta không nhận mà gia đình ta rất là túng thiếu thì làm sao? Nên không giải quyết được chuyện của thế gian nha. Nên mình nên nhận. Nhưng mà đối với Phật tử mình nhận mình phải làm như thế nào? Thì thầy đưa ra hai cái trường hợp, thầy không... À, chúng tôi không có giải thích. Trường hợp thứ nhất á, là cụ Nguyễn Vĩnh Nghiệp, là nguyên á, là chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh, và sau này là trưởng ban từ thiện xã hội. Thì sau khi cụ mất á, cụ có di chúc lại rằng là tất cả tiền phúng điếu sẽ tặng cho các cái cơ quan từ thiện trẻ em, rồi khuyến học vân vân. Và đám của cụ là được 600 triệu tiền chấp điếu, và đã đưa đó tận tay những cái cơ quan từ thiện hết. Cái đó trường hợp thứ nhất. Và trường hợp thứ hai là vừa rồi có một cô Phật tử ở Hoằng Pháp mình nè, ba cổ bị mất, và cổ cũng tính không miễn tiền chấp điếu, nhưng quý thầy khuyên là nên lấy đi, và lấy được như vậy là 63 triệu, và đã đi Đà Lạt làm công tác từ thiện tất cả cho những người nghèo ở Đà Lạt. Như vậy thì xét về mặt nhân quả, xét về mặt thế gian mình giải quyết được mặt thế gian, xét mặt nhân quả của nhà Phật thì cái tiền đó mình đem lại làm lợi ích thì chúng sanh được lợi, và cái người bỏ tiền ra họ được cái phước, và tất cả những người gom tiền lại cũng được cái phước, gia chủ được phước, cái người kia được phước, thầy hướng dẫn cũng được phước luôn, và cái người được hưởng cũng được là hưởng cái quyền lợi ích lợi luôn. Như vậy thì một động tác mà mình làm quá nhiều cái lợi, mình nên làm hay không? À, nên làm thì quý vị sẽ nhận, nhưng mà mình sử dụng tiền đó như thế nào là cái quan trọng. Cái thứ hai nữa là tiệc chay, làm tiệc chay thì có nên hay không? Thì theo quan điểm của nhà Phật á, thì nên. Tại vì quý vị biết rồi, chúng ta làm tiệc mặn á, chúng ta sát sanh quá nhiều. Ở dưới quê có thể một đám 5-10 con heo vậy, sát sanh rất là nhiều. Có cái chuyện kể là như thế này mà thầy không biết có hay không, để quý vị tham khảo thôi. Có cô đó đó, ba chết 10 năm rồi mới nằm bao thấy ba lại quay lại sống trong cái cuộc sống mà rất là khổ.
hỏi là ba con cầu siêu rồi chứ ba, quá chừng rồi sao ba không siêu, sao ba còn quay lại đây? Ổng la tao giữ heo thấy bà luôn, bữa trước á mần cái đám tao tới 10 con heo, giờ xuống dưới tao giữ heo không mà làm sao mà đi tái sanh nổi. Cái này á là có học lại chuyện dân gian thôi chứ không phải trong Phật pháp, nhưng mà cái này để chúng ta suy gẫm về nhân quả. Mà chúng ta làm cái gì đó ra nhân thì chúng ta sẽ gặt cái kết quả mà mình giết, chứ không phải là cái người mất giết. Nhưng mà cái người mất theo phước thì hưởng được 1/6, vì tội chắc cũng hưởng tương đương vậy à. Giết 10 con chắc cũng giữ hơn con rưỡi, phải không? Như vậy thì quý vị Phật tử chúng ta mới thấy được rằng cái thứ nhất á là tránh nhân quả, tránh cái ân quán về sau. Nếu chúng ta giết cái con vật á, nó rất là thù quán ta, nó đeo theo ta để trả quán. Bằng chứng ở trong kinh, trong sách, trong Từ Bi Thỉ Sám Pháp của Ngộ Đạt Thiền Sư đó, giết triệu thố 11 kiếp trước đi theo mình liên tục để báo quán, tới 11 kiếp sau sanh ra cái mục ở trên cái chân của Ngộ Đạt Thiền Sư đó. Như vậy thì cái mục đó gọi là ung thư đó, nên ung thư có tâm linh là chỗ đó, trị không hết mà rất là đau đớn. Mình làm ta đau khổ như thế nào thì người ta trả lại đau khổ y như vậy, nên tránh cái ân quán về sau. Và cái thứ hai nữa là phát triển lòng từ bi của nhà Phật, mình thứ tha hết. Đức Phật á, con mọt có nhỏ xíu là rớt đất, Đức Phật còn lấy lên để trong cái ống tre để nuôi. Như vậy thì con mọt cái mạng nhỏ xíu mà Đức Phật còn tha nữa. Mà chúng ta ngày nay đổ dầu rồi chế kiến rồi đó, làm gì thì không đúng tinh thần Phật pháp đâu. Nên chúng ta tha được thì cứ tha, còn chừng hợp nào bắt đắc dĩ, làm ruộng phải xịt sâu rầy đồ quá thì chúng ta bắt đắc dĩ. Nhưng nhân quả vẫn là nhân quả. Chúng ta không phạm giới sát lớn nhưng mà chúng ta bị tội làm cho chúng sanh đau khổ, nên tránh được điều gì thì cứ tránh, chừng nào không tránh được thì mình mới phạm. Đó là lòng từ bi của nhà Phật, vì manh áo chén cơm, vì cuộc sống mình mới phạm. Nên cái tiệc chay đãi cho cha mẹ và cái tiệc chay cúng cho cha mẹ ăn vào những hàng ngày đó, để mà làm gì? Tránh nghiệp sát, tránh ân quán và nhẹ nhàng tâm linh để hướng tâm về Phật pháp. Nhưng cái quan trọng nhất á là chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, chúng ta khai thị cho vong linh, đó là điều quan trọng. Như vậy thì cần thiết phải làm chay và cần thiết chấp điếu để đi làm phước. A Di Đà Phật. Vâng, kính thưa đại chúng, câu hỏi tiếp theo. Kính bạch quý giảng sư, anh trai của con năm nay 25 tuổi vừa mới qua đời được 1 tháng. Anh ấy chết vì chơi ma túy. Ba của con vì thương anh ấy quá nên đem thiêu và sau đó đem lưu cốt về nhà để trên bàn thờ anh ấy trong nhà. Được 1 tuần thì ba của con xây một cái tháp cốt ở trước sân và để hũ cốt vào trong đó thắp nhang cúng mỗi ngày. Bạn con nói như vậy là không nên, vì anh ấy còn trẻ và chưa lập gia đình thì không nên thờ ở trong nhà mà nên để vào trong chùa, nhất là chưa đủ 49 ngày thì nguy hiểm lắm. Nhưng ba của con không nghe và nói bạn của con đừng can thiệp vào chuyện của gia đình con. Như vậy trong trường hợp này con phải làm như thế nào? Việc ba con làm có đúng không? Xin quý thầy hoan hỷ chỉ dạy. Cái thứ nhất á, mình kết luận theo về mặt thế gian á, là người cha lo cho con như vậy hoàn toàn đúng, không có gì sai ở đây hết á. Lo cho con á, là thiêu rồi đem thờ rồi làm tháp, như vậy là tròn bổn phận của người cha đối với con mình. Tình thương mà, thương con làm những điều đó rồi thờ, vân vân, những điều đó không có gì sai ở đây cả. Nhưng về mặt Phật pháp mà chúng ta nói thì cái anh con trai này chết vì cái nghiệp ma túy, là cái nghiệp của tệ nạn xã hội. Như vậy thì cái anh này chết bởi một cái nghiệp ác, gọi là ác nghiệp. Tại ma túy làm đau khổ những người xung quanh, chí nhất là gia đình của mình. Thường người ma túy là đau khổ chính cho bản thân mình và làm hao phí tiền của gia đình và xã hội, và còn đi đến cái nghiệp trộm cướp nhiều thứ vân vân, thì anh ta chết trong cái nghiệp bất thiện. Nên bây giờ muốn cứu cho anh ta để khỏi cái nghiệp bất thiện đó thì việc mình thờ cúng tại nhà như thế nào đó không giải quyết được vấn đề. Nên thường cái thứ nhất là anh chưa có gia đình, nếu mà thờ cúng như vậy thì sau cái đời sau á
không ai biết tới anh ta nữa. Nếu có con cái thì biết tới ông nội, ông bác, ông chú rồi của mình. Giờ không có con cái thì đâu có ai biết nữa, nên người ta bị bỏ lãng đấy. Nhằm khi người ta đổ xuống sông nữa, hoặc ta không thờ. Cách tốt nhất là những người không có con cái thì gửi vô chùa để sau này cũng có quý thầy hương khói. Chứ còn nếu mà để nhà các cái đời sau lớn lên không biết bỏ như vậy thì cũng tội. Nên đem vô chùa, cái đó giải quyết về mặt thế gian, giải quyết về mặt Phật Pháp. Đem vô chùa thì những người mà chết bị nghiệp ác như vậy, vô chùa nên quy y vong cho cái vong linh đó. Và sớm chiều á, nghe kinh nghe kệ, biết đâu được cải hóa của tự tâm và phát tâm Bồ Đề mà tu theo Phật Pháp thì sẽ được sự giác ngộ ở sau này. Còn cái vấn đề thứ hai nữa là đối với Phật tử, Phật tử phải làm cách nào, phải khuyên ba như cách nào, thì Phật tử nên cố gắng là đem băng, đem đĩa, gọi là giúp ba hiểu thêm về Phật Pháp. Nói là ba xử lý theo cái trường hợp này đối với thế gian là đúng rồi, nhưng mà đối với Phật Pháp thì chưa có rốt ráo, nên mình làm như thế nào đó mà lưỡng lợi cả hai bên, vừa thế gian cho tốt, có nghĩa là đem vào chùa để khỏi tránh phiền con cháu về sau. Cái thứ hai nữa là chúng ta tổ chức quy y vong và bố thí cúng dường người nhà, phải chai tịnh, phải cầu giống hệt như tinh thần của kinh Địa Tạng và tinh thần của kinh Dược Sư, thì nó sẽ được lợi ích cả đôi bên. Như vậy thì nó tốt hơn là chúng ta để ở nhà chúng ta buồn khổ rồi chúng ta sanh ra một cái tâm ái nhiễm, điếng ái đối với cái vong đó, thì cái vong đó cũng không tốt. Quý vị thấy không, trước khi cận tử nghiệp á, mà mình ái cái mình sẽ sanh theo cái tâm ái đó. Có những người cận tử nghiệp mà khi tu đây mà còn sanh ra trong sâu lỗ mũi của bà vợ đó, mình nghe vậy thì tốt nhất á, là mình cắt cho cái anh này, nên gửi vào chùa để quen với cái môi trường của quý thầy, của trường kinh kệ, thì nhằm khi tâm linh sẽ chuyển hóa một cái tâm khác, từ cái tâm mà ác nghiệp đó chuyển hóa thành tâm Bồ Đề, là tâm giải thoát giác ngộ hướng về ở trong tương lai. Như vậy chúng tôi sẽ hết. A Di Đà Phật. Một lần nữa chúng con thành kính tri ân Đại Đức Giảng Sư đã nhiệt tình giải đáp, tháo gỡ những thắc mắc của quý Phật tử trong buổi sáng ngày hôm nay. Và tiếp theo chương trình, giờ đây chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoằng Pháp, chủ nhiệm chương trình này, có đôi lời nhận định. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Trong chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ này, chúng ta đã được nghe Đại Đức Thích Trí Huệ chia sẻ những kinh nghiệm tu học của mình qua những thắc mắc của các Phật tử đã gửi về cho ban tổ chức. Trong đó có tất cả 4 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất nói về trùng tan liên tán. Câu hỏi thứ hai thì nói về vấn đề niết bàn cực lạc. Câu hỏi thứ ba nói về vấn đề phúng điếu. Câu hỏi thứ tư nói về người chết còn trẻ nên để nhà hay thở chùa. Thì qua 4 câu hỏi này, Đại Đức Giảng Sư đã trình bày rất là rõ ràng, cụ thể. Chúng tôi thì cũng xin được nói thêm về theo cái chủ quan của mình. Thì câu hỏi thứ nhất, quý vị nói về trùng tan. Có lẽ nhiều vị suy nghĩ rằng trùng tan nghĩa là người chết về bắt người sống. Có nghĩa là trong gia đình của mình có người chết, rồi người chết đó lại về bắt những người thân trong gia đình chết nữa, chết liên tiếp như vậy. Có thể quý vị cho đó là trùng tan. Vậy thì cái việc trùng tan Đại Đức Giảng Sư đã trình bày rất rõ rồi. Còn nếu quý vị suy nghĩ như thế thì cũng hoàn toàn là không đúng. Nói một cách nào đó, đã là người thân của chúng ta thì không thể nào có cái tâm niệm lại đi về bắt người thân mình chết theo mình. Đó là điều không thể có. Một vấn đề kế nữa, thì người học Phật chúng ta phải hiểu là sống chết đều có mạng, và nói chung ra mỗi người có cái nghiệp.
Có thể là trong gia đình mình bây giờ thì chúng ta thấy một gia đình có rất là nhiều cha mẹ con cháu bà con của mình, thì mình nghĩ một năm hai năm ba năm mà chết vài ba người, cái chuyện đó nó cũng là bình thường thôi. Càng ngày dân càng đông thì chết thì phải nhiều thôi, cái chuyện đó là quá bình thường. Chúng ta thấy nếu mà một trận động đất cả nhà mình chết lượt thì cái đó có trùng tan không? Và vấn đề chết thì mỗi người có cái nghiệp. Bây giờ chúng tôi cũng rất muốn chết nè, mà cũng không phải dễ chết đâu. Giờ quý vị tìm cách gì đó quý vị làm cho chúng tôi chết thử coi có chết được không? Không phải chết được đâu. Có những trận động đất sập một chỗ như vậy, bao nhiêu người chết mà lại có người sống. Sóng thần ập như vậy, bao nhiêu người chết lại cũng có người sống. Như vậy rõ ràng rằng cái chuyện này là mỗi người có cái số mạng. Cho nên người Phật tử chúng ta phải hiểu được vấn đề chết sống đó là do nghiệp của cá nhân, không ảnh hưởng gì đến cái chuyện gia đình hết á. Không có lo gì người nào bắt mình hết á. Và mình phải tin tưởng là nhân quả nghiệp báo. Do vậy mà chúng ta không nên hoang mang lo lắng cái vấn đề trùng tang. Mình là người Phật tử phải có chánh tín ở chỗ đó. Không phải mất công gì để mà đi hỏi thầy này thầy kia làm gì cho nó cực. Như vừa nãy Đại Đức ở đây cũng đưa ra cái phương pháp để an tâm cho quý vị. Nhưng mà theo chúng tôi nghĩ mình là Phật tử chánh tín, mình hiểu được vậy rồi thì không có gì mà mình phải lo hết á. Chết sống đó là cái chuyện tự nhiên, không chết trước thì cũng chết chết sau thôi, không ai tránh khỏi. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai về nói về Niết Bàn và Cực Lạc thì Đại Đức nói rất là rõ rồi. Thì cái Niết Bàn là chỉ cho cái sự vắng bóng của vô minh, của phiền não và khổ đau. Theo chúng tôi nghĩ rằng nếu nói về lý thì cực lạc là gì? Cực lạc có nghĩa là rất vui. Mà muốn được rất vui như thế đó thì cũng phải vắng bóng khổ đau. Mà muốn vắng bóng khổ đau thì phải vắng bóng phiền não. Mà muốn vắng bóng phiền não thì phải vắng bóng vô minh. Như vậy thì nếu nói về lý thì cực lạc với Niết Bàn này cũng không hai. Nhưng mà ở đây chúng ta nói qua về cái phương diện cực lạc là nói về sự. Thì có một cái quốc độ. Thì quốc độ đó để chúng ta làm cái phương tiện để tu tập đạt đến cái Niết Bàn. Nói vậy thì chúng ta sẽ thấy Niết Bàn với cực lạc là hai. Nhưng mà nếu về nói về mặt lý thì Niết Bàn với cực lạc nó cũng chỉ là một thôi. Còn vừa nãy quý vị thắc mắc là bây giờ chúng ta muốn Niết Bàn hay cực lạc, Đại Đức nói cũng rất rõ rồi. Nếu chúng ta có khả năng tu tập làm chủ sinh tử, đạt được Niết Bàn thì chúng ta nên tu tập tại đây mà đạt được. Còn nếu mà mình thấy không đủ khả năng thì thôi về cực lạc để mình đạt tới Niết Bàn, cái cảnh giới đó sẽ thuận lợi hơn. Đó là cái câu hỏi thứ hai. Còn cái câu hỏi thứ ba thì nói về vấn đề phúng điếu thì Đại Đức cũng đã trình bày rồi. Thì quý vị thấy cái điều đó cần thì mình nên làm để mà lấy cái tiền đó mình làm được những cái công việc từ thiện tốt đẹp, lợi ích cho nhiều người. Thế nhưng mà theo chúng tôi nghĩ đó thì cái phong tục của người Việt Nam của chúng ta, vấn đề chết đó, làm đám nó quá rườm rà. Nếu chúng ta tiến bộ thêm chút nữa đó thì chết là đem đi chôn, đi thiêu liền, nó đỡ mất thời gian rồi tốn phí nhiều. Có nhiều người có ngày có giờ để 5 ngày 7 ngày thì điều này nó làm mất thời giờ và làm tổn hại về tiền bạc rất là nhiều. Chúng tôi thấy ở bên Ấn Độ chết buổi sáng buổi chiều đem đi thiêu mất, mà khỏi phải lo gì, thiêu xong rồi cái đổ xuống sông luôn, thế là xong, cát bụi trở về cát bụi. Thì chúng tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta tiến bộ lên chút nữa là như vậy đó. Ngay như bây giờ trong chùa chúng tôi cũng đưa ra cái điều kiện đó, những vị nào mà vào chùa đó chết buổi sáng xong rồi liệm là đưa đi đưa liền, không để làm đám,
không có để mất công để đó làm gì cho nó sình thúi thôi chứ làm gì đâu, không có lợi ích gì hết. Cái câu hỏi thứ tư là vấn đề người chết bị ma túy rồi còn trẻ nên thờ ở nhà hay là ở chùa. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng đó là do cái quan điểm của mỗi người thôi. Thí dụ như ông cha thì ông muốn như thế thì thôi kệ, cứ để cho ông đi, rồi mai mốt rồi ông chết thì con mình muốn làm gì làm. Nhưng mà điều chúng tôi nghĩ tốt nhất á là đưa tro cốt đó rải xuống biển. Thế bây giờ mình có bỏ vô chùa hay là mình chôn ở đâu á, chúng tôi thấy cái nghĩa trang ở chùa nè. Đời cha tới đời con, đời cháu là không thấy ai đến thăm nữa rồi, chứ đừng nói tới đời chắc nữa. Như vậy thì cái thân của chúng ta là cát bụi, trở về với cát bụi, thảy nó xuống sông cho nó xong, khỏi phải mất công đi thăm đi nom gì hết. Mà cái đó thăm nom cái gì chứ, cũng không có cái gì để mà thăm nom. Cái quan trọng của người sống và người chết là cái gì? Là cái phần tinh thần đó, làm sao để cho họ được siêu thoát mới là chính. Chứ còn cái xác không có là cái gì hết. Tứ đại trả về với tứ đại. Qua bốn cái câu hỏi này, theo chúng tôi nghĩ rằng Đại Đức Giảng Sư đã trả lời rất là rõ ràng cụ thể rồi. Thì chúng tôi chỉ nói thêm một chút để cho có nói, chứ chẳng lẽ mình ngồi đây mình không nói gì. Trước khi dứt lời, cũng xin thay mặt ban tổ chức thành kính tri ân Đại Đức Giảng Sư đã hoan hỷ nhận lời mời về đây để giải đáp những thắc mắc xoay quanh vấn đề tu học của các Phật tử. Và kính chúc Đại Đức luôn thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Và kính chúc đến toàn thể quý Phật tử và gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc, vạn sự kiết tường. Nam Mô A Di Đà Phật. Chung